Dâng danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Chắc chúng ta cũng thắc mắc là tại sao đang trong buổi chay mà các em thiếu nhi của chúng ta đi đâu rồi? Là bởi vì Tổng giáo phận Los Angeles có mở một đại hội tổng quát về giáo lý vào cuối tuần này. Và vì các anh chị em giảng viên giáo lý cũng như một số các thầy cô trong chương trình Việt ngữ đã tham gia vào những ngày giáo lý này, và vì thế cùng với các anh viên trưởng chúng ta còn có chương trình dạy học cho các em chiều tối hôm nay. Chiều hôm nay thì chị em đã thấy cảm các em. Tuy nhiên trong tâm tình mù chay, một lần nữa chúng ta được mời cầu tiếp tục hy sinh cho nhau, và bên cạnh hy sinh cho nhau, chúng ta cũng xin lỗi nhau, xin lỗi Chúa. Và trong tâm tình đó, chúng ta cùng nhận giây phút tĩnh lặng để sám hối.
sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô thì kẻ ấy không thuộc về người. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu tinh thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em.